sáng ngày 18 tháng 8, trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và toàn thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại tỉnh Quảng Đông, biểu tượng thành công của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, có quan hệ gần gũi với lịch sử cách mạng Việt Nam, là nơi cách đây đúng 100 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước, đã đặt chân đến để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là về kinh tế, quản lý đô thị, các mô hình đặc khu kinh tế, bày tỏ tin tưởng Quảng Đông sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, phát triển ngày càng giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa cảm ơn những tình cảm, sự chia buồn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Bày tỏ sự xúc động khi đến viếng liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thăm di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu gìn giữ, bảo tồn chu đáo các chứng tích lịch sử quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Khôn Minh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam lựa chọn thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đảng, hai nước. Đồng chí Hoàng Khôn Minh chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội vượt bậc, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quảng Đông với các địa phương của Việt Nam, góp phần vào bức tranh phát triển chung của quan hệ Việt-Trung, khẳng định nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước về ủng hộ các địa phương hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Đông và các địa phương Việt Nam thúc đẩy giao lưu, hợp tác thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư và kết nối chiến lược. Hoan nghênh các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Đông mở rộng quy mô đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước từ cơ sở, từ địa phương, thêm nguồn sức mạnh để quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng tốt đẹp, bền vững lâu dài. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Khôn Minh khẳng định, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Đông hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam, khẳng định sự coi trọng, quyết tâm và mong muốn của tỉnh Quảng Đông trong việc cùng các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới.